Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 8, một xe bồn trộn bê tông. Khi lên giữa cầu Tà Năng 2, ở xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thì cầu bị sập. Vụ việc làm chiếc xe bị lật, rớt xuống suối Tà Năng và giao thông tại khu vực bị chia cắt. May mắn, tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không có thiệt hại về người. Được biết, đây là xe bồn trộn bê tông loại ba chân của công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Khánh ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, đang đi từ hướng xã Đà Loan về xã Tà Năng, huyện Đức Trọng. Trước đó, ngày 19 tháng 6, cây cầu này đã từng bị sập do một xe tải nặng đi qua. Đến chiều ngày 25 tháng 6, cây cầu hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng, thì nay tiếp tục bị sập.